Ba Tiến chấp nhận con nghe qua tưởng dễ dàng, nhưng thực sự có bao người làm được. Chấp nhận con không phải là im lặng chịu đựng để con gây ra những điều tàn tệ, mà là đừng buộc tội, đừng trừng phạt nữa. Khi mình không chấp nhận một điều gì đó, không hẳn điều đó đã là sai là tệ đâu. Có khi là vì nó khác với những gì mà mình đang mong đợi. Khi cha mẹ nói không chấp nhận con, có nghĩa là con nó đã quá hư quá tệ rồi. Nhưng là cha là mẹ thì không có thể nói như thế được. Vì nếu như cả cha mẹ cũng không chấp nhận con vì nó hư nó tệ, thì còn ai chấp nhận con nữa? Còn ai yêu thương con một cách vô điều kiện nữa? Mình chỉ chấp nhận con mình hay, giỏi, đẹp đẽ, thì có phải là một đấng sinh thành đích thực chưa? Vì ai cũng có thể làm được như thế cơ mà. Có dung kệ dưới mới là lượng trên. Không phải mình là cha mẹ, là người lớn thì trở thành một bậc trên trước đâu, mà là người phải có khả năng bao dung, ôm hết những khó khăn, lầm lỡ, yếu kém, vụng dại của người dưới mà mình không xua đuổi, tránh né. Khi con mình nó mắc sai lầm, khó khăn mà bản thân nó cũng không xử lý được, thì nó đã là rất đau khổ rồi. Nó vừa phải chiến đấu với bản thân mình, mà vừa phải chiến đấu với cha mẹ. Để cha mẹ đừng có phê bình, lên án, buộc tội mình. Để cha mẹ đừng có đau khổ, tổn thương vì mình. Để cha mẹ đừng có xấu hổ, mặc cảm với xã hội. Trong một lúc phải giải quyết hai vấn đề: nó có đủ sức không? Sao lạ vậy? Đáng lẽ có thêm người thương thì phải có thêm một sức mạnh chứ. Thương thì phải luôn ủng hộ ta, luôn đứng về phía ta, sẵn sàng ôm lấy những khuyết điểm giúp ta vượt qua những khó khăn chứ. Cha mẹ nên biết, dù con mình có khó khăn tệ hại đến mức nào đi chăng nữa, thì con mình vẫn là con của mình.